À, bạn Sumi vừa đi đâu về đây? À, bạn Sumi có đồ chơi mới à? Đồ chơi gì vậy con? À rồi. Các bạn ơi, bạn Sumi được mua một đồ chơi mới. Đồ chơi này là tên là gì cơ con? Doraemon. À, đồ chơi Doraemon à? Các bạn hãy bóc cùng mình nữa. Rồi, ok, cảm ơn bạn Sumi đã bóc đồ chơi cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, nhìn này, đồ chơi của Sumi rất là thích luôn đấy. Ôi, các bạn ơi, đây là một con đồ chơi Doraemon nhá. Đang được bọc ly lông này. Tách của nó thì màu gì hả Sumi? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, đúng rồi. Thế còn chân của Doraemon? Màu hồng. Ồ, chân của Doraemon thì màu hồng, các bạn, tay thì màu xanh lá cây. Đấy, trong Doraemon này có đồ chơi à con? Con thử lắc lắc cho các bạn xem nào. Ôi, ôi các bạn ơi, ở trong có đồ chơi, thích ơi là thích. Không biết là đồ chơi gì nhỉ? Bây giờ bạn Sumi lại tiếp tục. Đồ chơi quả bóng. À, đồ chơi quả bóng á. Bây giờ bạn Sumi lại bóc ra cho các bạn xem trong có gì nhá. Ai mua cho bạn Sumi đồ chơi này vậy? Bà ông. À, bà và ông mua cho con à? Thế ông với bà mua cho con đã nói cảm ơn ông bà chưa? Khi nào các bạn nhận đồ của ông bà hay bố mẹ hay ai tặng thì các bạn nhớ phải nói cảm ơn nhá. Đấy, bạn Sumi được mua đồ chơi trứng khủng long này hay là các đồ chơi Doraemon này là bạn Sumi thích lắm luôn. Đấy, bây giờ có biết chỗ bóc chưa? Bóc ở chỗ nào? Các bạn ơi, con Doraemon thì bạn Sumi đã bóc xong ly lông rồi nhưng mà bây giờ này thì chẳng có chỗ nào để bóc ra như là quả trứng cả. Hãy thử bóc chân nó ra xem nào. Ô, đây là giày của Doraemon. Tháo ra được, con ạ. Thế không phải rồi, chỗ đấy không phải là chỗ bóc đồ chơi rồi. Con lại lắp lại cho Doraemon đi giày đi. Bây giờ Sumi thử tháo tay của nó ra đi xem có tháo được không? Rồi, có tháo được không con? Không phải, thế thử tháo đầu của nó ra xem được không? Không được. Không được à? Ơ, thế tháo chỗ nào nhỉ? À, chỗ đấy á, đây là cái túi thần kỳ à? Túi thần kỳ của Doraemon. Ô, đúng rồi, đúng túi thần kỳ là chỗ để tháo đồ chơi này các bạn ơi. Đấy, xem ở trong có những gì nào. Đấy, bạn Sumi thông minh chưa? Tìm được chỗ tháo ra này. Có gì vậy? Có gì ở trong con? Con thấy không? Con có thấy gì không? Đâu, đưa mẹ thò tay vào mẹ lấy cho nào. Đấy, túi thần kỳ phải thò tay vào mới lấy được các bạn ạ. Đấy rồi, mẹ tìm thấy một thứ rồi này. Đấy khó quá. Rồi, túi thần kỳ cho bạn Sumi này. Con cảm ơn mẹ ạ. Rồi, mẹ... ở bên trong là có một quả bóng mà. À, rồi là một quả bóng phát sáng nữa. Đây, để mẹ lại thò tay mẹ lấy tiếp cho. Rồi, rơi ra rồi. Rồi, rơi ra rồi. Ui, túi thần kỳ của Doraemon còn nhiều lắm. Hơi bị khó lấy luôn các bạn ạ. Phải lấy ở chỗ túi thần kỳ này mới được. Này, cho bạn Sumi cái nữa này. Rồi. Ôi, con gì này? Này. Đấy, con khủng long đấy. À, lấy được cái này rồi. Đây, cho bạn Sumi quả này là quả bóng phát sáng đấy. Không, có bóng phát sáng. Ui, lại phải con gì nữa này. Ui, con gì nó đang cắn tay mẹ. Doraemon con gì? Nhưng mà con gì ấy? Lại thêm một con khủng long nữa này. Đấy, thích không con? Rồi, thêm nữa nha. Sao nhiều thế, túi thần kỳ này. Đây nhiều đồ rút mãi không hết con ạ. À, thêm một chiếc kẹo mút. Hết. Bây giờ thì hết hẳn rồi con ạ. Con lắc đi xem còn không? Hết chưa? Rồi, con đóng nắp túi thần kỳ lại. Rồi, con để cho bạn Doraemon đứng bên cạnh con. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xem mình đã lấy được những gì nhá. Con để bạn Doraemon đứng cạnh. Được rồi. Rồi, bây giờ con cho các bạn xem mà con được những gì nào. 1, 2, 3 ba chiếc kẹo mút à? Còn nữa không? Còn kẹo mút nữa không? Kìa, còn một chiếc, mẹ thấy còn một chiếc nữa kìa. Đấy, đấy. 4. Thế là được mấy chiếc kẹo mút? Các bạn ơi, mình cho 4 chiếc. À, bạn được 4 chiếc kẹo mút à? Rồi, bạn được cái những quà gì nữa nào? Bỏ ra tiếp cho các bạn xem. Rồi, 2 con khủng long này, thích chưa? 2 con khủng long màu gì đấy bạn? Vàng, cam. Màu vàng và màu cam rồi. Con này hơi bị mềm. À, con mềm cũng bóp được nữa. Đâu bóp đâu? Hỏng thế nào? À, bóp được à bạn? Rồi. Thế con khủng long kia? Đâu đâu đưa mẹ xem. Không bóp được đâu, nó cứng lắm. Ừ. Con khủng long này thì rất là cứng các bạn ạ. Đấy, không bóp được, không bẻ được đuôi. Đấy, con khủng long kia đâu, đưa cho mẹ mượn. Ô, con khủng long này thì mềm mới là mềm. Này. Bẻ được cả đuôi này. Mềm có người, có đầu, có chân. Ừ, bóp được luôn, mềm thật đấy. Mẹ thử bóp thử đi. Rồi, mẹ bóp thử rồi, được con ạ. Này. Đấy, đấy, đấy. Mẹ bóp nữa nè. Rồi, mẹ bóp thấy được rồi. Rồi, con cho các bạn xem, mẹ còn thấy còn có một món đồ chơi nữa con chưa giới thiệu cho các bạn kìa. Quả quay. À, cái quay rồi, quả bóng nữa kìa. Quả bóng phát sáng. Đấy, đập đập lắc lắc là nó sáng lên đúng không? Rồi, đập đập là nó lắc, lắc lắc. Lắc lắc và đập đập là nó sáng lên các bạn ạ. Đấy, trong bóng tối rất là đẹp luôn. Thế bây giờ con quay thử, con quay cho các bạn xem đi. Quay nào? Đâu cái nào? Cái này. Ô, con chưa biết quay à? Ở đây đưa mẹ quay thử cho xem. Cầm như này này. Sau đó xoay một cái vứt xuống đất là nó sẽ quay, con hiểu không? Nhìn nhá. Đấy, các bạn thấy nó quay đẹp không? Đây đây mang ra đây, quay cho rõ. Đấy, đẹp không con? Con biết quay chưa? Nào con quay thử đi. Rồi bây giờ Sumi sẽ quay thử nhá. Ném xuống. Ô, quay thấp rồi. Đúng rồi. Ôi chưa được rồi, lại nè. Xoay một cái. Gần được rồi, cố lên, mạnh lên một chút nữa. Các bạn đã biết quay chưa? Bạn Sumi chưa bao giờ quay nên là không biết quay các bạn ạ. Thôi rồi mình sẽ tập luyện thêm nhé. Thế bây giờ video của bạn Sumi đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. À, sắp được rồi à? Đấy, được rồi, mình quay thêm chút nữa là được nha. Bây giờ Sumi bye bye, hẹn gặp lại các bạn lần sau nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau, bye bye.